Chào mọi người đã đến với chương trình radio tính nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 32 năm thứ 12, ngày mùng 1 tháng Chạp, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về Pharaon vua ai và nói rằng, Ngươi giống như một con sư tử giữa các dân tộc, khác nào một vật quái dưới biển mà đã trướng lên các sông. Ngươi lấy chân, vậy đục các dòng nước và làm cho các sông đầy những buồn. Chúa Giê-hô-va phán như vậy ta sẽ giăng lưới ta trên ngươi có một đoàn dân đông vô số dùm giúp chúng nó sẽ kéo ngươi lên trong lưới ta ta sẽ bỏ ngươi lại trên đất và quăng ngươi trên mặt đồng ruộng ta sẽ khiến mọi loài chim trời đậu trên ngươi và các loài thú khắp đất ăn ngươi mà no ta sẽ đặt thịt ngươi trên các núi và lấy thân thể ngươi lấp đầy các nơi trũng ta sẽ lấy huyết ngươi tưới nơi đất ngươi lội bơi cho đến các núi và các khe nước sẽ đầy ngươi khi ta dập tắt ngươi thì ta sẽ che các từng trời và làm tối các ngôi sao dùng mây bao bọc mặt trời và mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa ta sẽ làm cho tối tăm trên ngươi mọi sự sáng láng trên trời và ta sẽ bủa sự mờ mịt ra trên đất ngươi Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm bối rối lòng nhiều dân khi ta sẽ rao sự hủy diệt của ngươi ra trong các dân tộc, trong các nước mà ngươi chưa biết đến. Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh sợ về ngươi và các vua chúng nó sẽ vì cớ ngươi sợ hết hồn khi ta hơ gươm trước mặt họ. Nơi ngày ngươi bị ngã xuống, chúng nó mỗi người đều vì sự sống mình mà run rẩy luôn luôn. Thật vậy, Chúa giê phán như vậy. Gươm của vua Babylon sẽ xông vào trên ngươi. Ta sẽ khiến cả thải dân ngươi ngã xuống dưới gươm của những người mạnh bạo. Thảy đều là kẻ đáng sợ trong các dân. Chúng nó sẽ hạ sự kiêu ngạo của Ai Cập xuống và cả đoàn dân nó đều sẽ bị tiêu diệt. Ta cũng sẽ làm cho cả súc vật nó chết hết nơi bờ sông lớn. Nước sẽ không bị vậy đục nữa bởi chân của người ta hoặc bởi vó của thú vật. Bây giờ, ta lại làm cho các dòng nước của chúng nó được trong sạch và làm cho các sông chúng nó chảy như dầu. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Khi ta sẽ khiến đất Ai-áp-tô thành ra nơi hoang vu hủy phá và đất ấy sẽ bị vét sạch cả của mình, trước đã đầy dậy. Khi ta sẽ đánh hết thảy dân sự nó, thì chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Kìa là bài ca thương mà chúng nó sẽ than vãn. Những con gái các nước sẽ than vãn bằng một giọng thảm thương. Chúng nó sẽ than vãn bài ấy để khóc Ai cùng cả thải dân nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Năm thứ 12, ngày rằm, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy than vãn về đoàn dân Ai Cập hãy xô dân ấy cùng với những con gái của các nước có danh tiếng xuống nơi vực sâu của đất, làm một với những kẻ xuống trong hầm hố. Ngươi há đẹp hơn ai sao? Vậy, hãy xuống và nằm chung với những kẻ không chịu cắt bì. Phải, kia những kẻ ấy sẽ ngã xuống chính giữa những người đã bị gươm giết. Nó bị phó cho gươm. Hãy kéo nó ra với cả các đoàn dân nó từ giữa âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo cùng những kẻ giúp đỡ nó sẽ nói cùng nó mà rằng chúng nó đã xuống đó, chúng nó đã nằm yên là kẻ chưa chịu cắt bì mà đã bị gươm giết. Tại đó có Asheri với cả đoàn dân nó. Chung quanh nó đều là mồ mã. Hết thảy chúng nó đã bị giết và đã ngã xuống bởi gươm. Mồ mã nó ở trong những nơi sâu thẳm của hầm hố và dân nó sắp hàng chung quanh mồ mã nó. Hết thảy đều đã bị giết. Chúng nó vốn là những kẻ rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống, mà nay đang ngã xuống bởi gươm. Tại đó, có ê lam với cả dân sự nó ở chung quanh mồ mã nó. Hết thảy đều đã bị giết và đang ngã xuống bởi gươm. Những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã xuống trong vực sâu của đất tức là những kẻ từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố giường của nó và của dân sự đã đặt ở giữa những kẻ bị giết trong những mồ mả ở chung quanh nó hết thảy những kẻ chưa chịu cắt bị ấy đã chết bởi gươm vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố và người ta đã sắp hàng nó ở giữa mọi kẻ bị giết. Tại đó, có mê siết và tu banh và cả dân chúng nó, mồ mã chúng nó ở chung quanh chúng nó. Hết thảy đều là những kẻ chưa chịu cắt bì bị giết bởi gươm vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ trên đất người sống. Chúng nó không nằm chung với những lính chiến mạnh bạo đã ngã xuống trong vòng những kẻ chưa chịu cắt bì những lính chiến ấy đã xuống nơi âm phủ với khí giới đánh giặc của mình và người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng nó song những kẻ kia tội ác như đã dắt vào hài cốt mình vì chúng nó rải sự sợ hãi cho những lính chiến mạnh bạo trên đất người sống nhưng ngươi sẽ bị gãi ở giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm Tại đó có Edom với các vua và cả các quan trưởng nó. Những người này mạnh bạo mặc dầu, đã bị sắp hàng với những kẻ bị giết bởi gươm và nằm chung với những kẻ chưa chịu các bì và với những kẻ xuống trong hầm hố. Tại đó, cũng có hết thảy quan trưởng ở phương Bắc và hết thảy dân Sidon đều xuống với những kẻ bị giết. Dầu sự mạnh bạo của chúng nó đã làm cho khiếp sợ mặt lòng. Chúng nó mang xấu hổ Chúng nó là những kẻ chưa chịu cắt bì ấy, đã nằm sóng sượt với những kẻ đã bị giết bởi gươm, và chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ đã xuống nơi hầm hố. Pharaon sẽ thấy vậy thì được yên ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pharaon và cả đạo binh mình bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy, vì ta rải sự khiếp sợ người ra trên đất người sống thật, Pharaon và cả dân người sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bì với những kẻ đã bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 33 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng Hỡi con người, hãy nói cùng con cái dân ngươi mà rằng Khi ta sai gươm đến trên một đất nào và dân đất ấy chọn một người trong chúng nó để đạt làm kẻ canh giữ nếu người này thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để rao bảo dân sự bấy giờ hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo và nếu gươm đến bắt lấy nó thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó nhưng nếu nó chịu răng bảo thì cứu được mạng sống mình. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo và gươm đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình. Xong ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. Này, hỡi con người! ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng, hỡi kẻ giữ, mày chắc chết. Nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ giữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răng bảo kẻ giữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình hỡi con người hãy nói cùng nhà israel rằng các ngươi nói như vậy mà rằng vì gian ác và tội lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi và chúng tôi hao mòn vì cớ nó thì thế nào chúng tôi còn sống được hãy nói cùng chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán Thật như ta hằng sống Ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui Nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống Các ngươi khá xây bỏ Xây bỏ đường lối xấu của mình Sao các ngươi muốn chết Hỡi nhà Israel Hỡi con người Khá nói cùng con cái của dân ngươi rằng sự công bình của người công bình sẽ không cứu được nó trong ngày nó phạm tội và sự giữ của kẻ giữ sẽ không làm cho nó sang ngã nơi ngày nó đã xây bỏ sự giữ ấy. Cũng như người công bình sẽ không nhờ sự công bình đã qua rồi mà sống được nơi ngày mình phạm tội. Dù mà ta có nói với người công bình rằng nó chắc sẽ sống, nếu nó kể sự công bình mình mà phạm tội, thì sẽ không nhớ đến một việc công bình nào của nó nữa nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm khi ta nói cùng kẻ giữ rằng mày chắc chết nếu kẻ giữ ấy xây bỏ tội lỗi mình theo luật pháp và hiệp với lẽ thật nếu nó trả lại của cầm đền bồi vật nó đã cướp lấy bước theo lệ luật của sự sống và không phạm sự gian ác nữa thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghịch cùng nó nó đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật chắc nó sẽ sống nhưng con cái của dân ngươi nói rằng đường của chúa không bằng phẳng ấy là đường của chúng nó không bằng phẳng cho chúng nó nếu người công bình xây bỏ sự công bình của mình mà phạm sự gian ác thì nó sẽ chết trong đó nếu kẻ giữ xây bỏ sự giữ của mình mà làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật ấy là bởi cớ đó mà nó sẽ sống nhưng các ngươi nói rằng đường của chúa không bằng phẳng hỡi nhà israel ta sẽ xét đoán các ngươi mỗi người theo việc làm của nó năm thứ mười hai sau khi chúng ta bị bắt làm phu tù. Ngày mùng 5 tháng 10, một người đã trốn khỏi Jerusalem đến nói cùng ta rằng, Thành hãm rồi. Và buổi chiều, trước khi người đi trốn ấy chưa đến, thì tay Đức Giê-hô-va ở trên ta, và Ngài đã mở miệng ta, cho đến khi sớm mai người ấy đến cùng ta, thì miệng ta đã được mở, ta không câm nữa. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người. Những kẻ ở trong nơi đổ nát chất đống trên đất Israel nói rằng, Abraham chỉ có một mình đã hưởng được đất này. Chúng ta đông người, thì đất này sẽ được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp. Vậy nên khá bảo chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Các ngươi ăn huyết của thú vật, nhướng mắt hướng về thần tượng mình và làm cho đổ máu. Các ngươi há sẽ được đất này sao? Các ngươi cậy gươm mình, phạm những điều gớm ghiếc. Mỗi người trong các ngươi làm nhục vợ của kẻ lân cận mình. Các ngươi há sẽ được đất này sao? Vậy ngươi khá nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Thật như ta hằng sống, những người ở nơi đổ nát chắc sẽ ngã bởi gươm, và ta sẽ phó những kẻ ở ngoài đồng cho thú vật cắn nuốt còn những kẻ ở trong các đồn lũy hang hố thì sẽ chết dịch. Ta sẽ làm đất này ra hoang vu và gỡ lạ. Quyền thế nó cậy mà kiêu ngạo sẽ dứt đi. Các núi của Israel sẽ hoang vu, đến nỗi chẳng có ai qua lại nữa. Bây giờ, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi ta đã làm cho đất này ra hoang vu và gỡ lạ, vì cớ mọi sự gớm ghiếc, mà chúng nó đã phạm. Hỡi con người, những con cái của dân ngươi ở dọc tường thành và cửa các nhà mà nói chuyện về ngươi. Chúng nó nói với nhau, mỗi người cùng anh em mình rằng: "Xin hãy đến nghe lời ra từ Đức Giê-hô-va là thế nào." Đoạn, chúng nó kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi. Dân ta ngồi trước mặt ngươi và nghe lời ngươi nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Này, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay có tiếng vui và kẻ đờn giỏi. Chúng nó nghe lời ngươi nhưng không làm theo. Vì vậy, khi tai nạn này sẽ đến và kia nó đến, chúng nó sẽ biết đã có một tiên tri ở giữa mình. Chương 11. Và Đức Chúa Giêsu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này, đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Khi dân ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hãy về thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giêsu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy vì người đó mà có chép rằng, Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn dân bắp tiếp. Nhưng mà, kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng, còn được tôn trọng hơn người. Xong, từ ngày dân bắp tiếp đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Vì hết thảy các đứng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời dân. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Eli là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ kêu la cùng bạn mình mà rằng, Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vì dân đã đến, không ăn, không uống. Người ta nói rằng dân bị quỷ ám con người đến hay ăn hay uống thì họ nói rằng kia là người ham ăn mê uống bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết song le sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy vì dân các thành mà đức chúa giêsu đã làm rất nhiều phép lạ rồi không ăn năn nên ngài quở trách rằng khốn nạn cho mày thành corasin khốn nạn cho mày thành bethsaida vì nếu các phép lạ là đã làm giữa bay đem làm trong thành Tyre và Sidon thì hai thành đó thật đã mặc áo gai đội cho ăn năn từ lâu rồi vậy nên ta bảo bay đến ngày phán xét thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay còn mày Cabenaum là thành đã được cao tới trời sẽ hạ xuống tới âm phủ vì nếu các phép lạ là đã làm giữa mày đem làm trong thành Sodom, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta ra bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Lúc đó Đức Chúa Giêsu nói rằng, Hỡi cha là Chúa của trời đất. Tôi khen ngợi cha, vì cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa cha, phải, thật như vậy, vì cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc cha ta đã giao cho ta. Ngoài cha, không có ai biết con. Ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Thi thiên 95. Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài. Những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó, còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắng lên nó. Hãy đến cúi xuống mà thờ lại, khác quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dịu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm ngày Masa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm, ta gớm ghét dòng dõi này. Ta phán rằng, ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhưng đó ta nổi giận mà thề rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết. Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy con nguyện xin dòng huyết báu của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Chúa ơi xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trong cậy nơi Chúa càng hơn xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa con dâng mọi vinh hiển tôn phí lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời công nguyện trong danh chúa giêsu quýt amen cảm ơn bạn đã lắng nghe xin thánh linh chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với chúa mỗi ngày Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng link cơ đốc 2020a.gmail.com Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.